đậu ngoài để mình ở đây mình đậu mình mua vé thôi. Ừ. Đi dạy đây này sang đủ rồi, cũng êm quá này sao. Hôm nay mình đi vô rừng của Minh Thượng câu bạn ơi. Giờ đang chích tôi đi đó. Đi một vòng kiếm chỗ câu. Coi khỉ trước cái đi. Dạ có khỉ nha. Có khỉ luôn các bạn ơi. Khỉ đang trước kìa. Gì mà ba khỉ. Ô quá cái bài khỉ này dạ. Khỉ chữ khỉ vậy. Lạng vạng, lạng vạng ở đây là giật đồ mình hết á. Thấy không? Mình khỉ đâu nhảy lên cây hết rồi. Đâu hết rồi. Kìa, tỉ kìa. Vậy là cái gì nó mặt trời. Dùm câu thử đại đi động nặng quá, câu thử đại đi. Rồi. Dạ trong hậu mai có nha. Hậu mai hổ đi. Năm ở chỗ có chỗ đậu xe lắm. Rộng mà vô cổng cũng êm nữa. Muốn đi cho đi rồi đậu đây lại. Chỗ nào mát đầu đại đi. Thôi đi rồi. Giờ về xuống đồ câu thôi. Đây vô rừng câu các bạn ơi. Hôm nay mình câu đồng, câu ruộng nhiều à. Bể màn hình nữa về. Hả? Bỏ vô cái áo quất cái này đó. Rồi, yêu mẹ nó kìa. Bể kiến ấy mà, cường lực mà. Cường lực bể sao bể được? Bể mấy kiến ngoài à, chứ không bể màn hình. Bể kiến ngoài thay được mà. Rồi bây giờ xuống đồ đi. Kiến hỏi cắt câu cái lưỡi này đại đi quá. Lỗ ai, lỗ ai. Cái lóc cái gì? Câu lỗ rồi. Nước chảy này chắc không có im mày. Hả? À. Nước phải đứng, nước chảy như thế này. Gió mà. Câu sát bờ con cá chê. Sao? Câu ở đây ha, về trong hả? Mình đi kiếm chỗ nào trống trống mình thả. Trước tiên là thả một cần nè. Có táp thấy không kìa, nó vô đó cái cha đó. Con cá chê mình thả gần bờ thôi. Gần bờ đây thấy gì sâu lắm á. Trước tiên ngâm cần nè. Thử tình hình như thế nào. Thả sâu xuống mới được. Nhỏ dài không? Cái kinh này nó sâu lắm. Khỉ à. Người ta cho khỉ ăn đó. Quá trời khỉ luôn. Ồ. Cá cha đó. Cũng khiếp thiệt. Mấy con cá này nhát ăn mồi. Hên xui biết đâu nó vô nó hực làm sao. Lên. Giờ mình chuyển chỗ bạn ha. Chỗ này cá nhát quá. Câu đâu? Hả? Cái vô này phải có mồi cám mới được. Ba cái mồi dế mình câu đâu dính đâu. Mồi cám nó trộn bánh mì mới được. Mà nó càng bự thì nó càng nhát, khó ăn lắm. Bắt hình con à. Bút
Chửi. Giờ mình chuyển sang chỗ khác câu bạn ơi. Vị trí mới. Cần mình ngâm cá chê, thả đây đi. Lát lấy cần kia câu cái gu. Đó, đang cần mình kiên cần. Đó cần, đang cần. Lấy thêm cần câu cái gu. Thấy chứng kiến xuống vụ có con bóng là thắt lát á, ụt xong nhả hai cái con bóng lên phải không? Giờ cứ ngâm thôi, đợi hy vọng có cá chê. Tình hình đây không biết có cái gô không. Tại mình chứng kiến nó có mùi. Đó, hụt lát. Thấy không? Lát nó vô. Nghe mùi nó vô. Cố gắng chờ đi. Nhìn có cá ụt mà ụt ít quá. Ừ. Không bằng mấy năm về trước mình đi. Đó, ụt nó đó. Đó. Bên kia có xuồng ngồi bên nó câu ha. Này có cá chắc nó chậm ăn. Gán đeo. Câu nãy giờ con mà ha. Trong ao đó ha. Cường chiên có dính con nào chưa? Bình thường như u biển vậy. Đây cái gì? Quá. Wow. Từ từ. Đẹp gì? Đây. À, một con đầu tiên nha một bạn con ơi. Đầu tiên các bạn xem nhá. Câu chỗ nào vậy? Thả đại như này nè. Lấy ừ. Chào lấy. Coi kéo anh thì cắt bỏ lưỡi luôn. Ú nu tròn vo à. Xài. Cá cho ba lạng ha. Ừ. Đó trời, đưa cho thả xuống dính rồi. Thả đại đây hả? Ủa ụt chuyện ơi, một cái bụng kìa, cá bự, cá bự ụt, nó có bụng kìa. Không ăn ta. Mình cuối là mương đắng có đường qua không? Đây mình vô cái đìa của dân người ta mình câu bạn ơi. Mình kinh lớn thì không thấy, không có cá.
Ơi. Nó nữa ta. Gô hả? Trời ơi, trời cái gô. Khủng khiếp. Kiềng tay vô. Quá khủng khiếp bạn ơi. Quá trời khủng khiếp luôn rồi. Rồi, đỡ đi. Đúng là cá gừng. Không nằm lẫn. Nè, cầm luôn, cầm dế nè, gỡ cho tôi gỡ cho. Dạ. Đúng là cá gừng bạn ơi. Cá gừng. Cá gô này gô lão luôn rồi. Gô cụ nữa. Quá trời cá gô bạn ơi. Lâu lâu dính con cái này cũng im. Quá bự luôn. Thì như câu mình nó gị. Nãy giờ chuyện nó câu hai con mình chưa được con nào hết. Ê, rủ ông nhậu được à? Rủ ông nhậu được à? Chỉ được con một á. Ờ, mấy con. Rồi. Hai con. Đầu con cá, cá rô phi. Thác lát nè, mấy con. Bốn con nhảy xong con rồi. Nhảy xong con rồi. Rô biển nè. Dằn tươi luôn. Rồi đem vô sưởng mày luôn làm nhậu đây giờ cái này làm gì giờ nữa nướng xào luộc chiên hay sao nướng lấy gì nướng ta cây đó nướng đi nướng nó ngọt nha bây giờ biết nướng không nướng ngành ít nướng lắm cá này ít nướng nướng rồi cái lóc lát tròn chiên nướng ờ vậy đi ừ để đi nướng không nướng khủng khiếp cá. Đây nè, không nướng. Ngay cái bãi đất nè, nướng làm phân luôn. Bãi đất đó đó. Để đại lên trên cái dòng đó là làm phân luôn. Biết mày thấy nhiêu ăn đủ mà nướng. Nhiều quá lãng phí. Con loại này, con loại kia. Lấy cái tre kìa, xỏ cầm đứng nó lên. Cây xỉa vô họng nó cầm đứng lên. Vì nướng cá nhậu bạn ơi. Câu cũng có. Chủ nhà cũng văng lưới. Bắt được mấy con ba con đi con bự hai con cá rô phi bự nữa đi xỏ vô miệng nó cầm đứng lên chị để nó rớt dưới miếng đường tìm khét nghẹt đến thui hết cầm sát đất luôn nó không có cháy cái cây chứ lấy cây tươi á mình nướng mới ngon cây tươi nó không cháy cái con này chưa nướng rủi mình cầm cái miệng nó sát đất nó không tiếp xúc với lửa nó không gãy được rồi được rồi cá nướng chui
Rồi dục đi. Quéo nó tàn, cái thang nó là vừa. Vừa ăn rồi, muối đâu. Một em. Bỏ nãy đi, cho cả cho. Hai em. Sắp đẻ. Wow. Điện thui thù lùi. Lại cái gì luôn kìa. Cái gì? Cái đầu mình bỏ chùi đi. Bưng ra đi. Còn con này. Lấy cái tạp chuối bỏ qua thôi. Đâu rồi, tạp chuối kìa. Bay bay luôn ha. Thơm phức luôn kìa. Thơm dữ thiệt chứ. Quá bự luôn. Bỏ cái tay vô, sát vô. Chặt thêm một cái sát, nữa. Sát vào trong đi. Ừ, đó. Nóng quá rồi. Chặt chặt thêm một cậu xuống nữa. Dao rồi. Chơi ngoài vườn chuối luôn, mát mẻ. Dao mà để đâu rồi? Chặt thêm tàu lá chuối nữa, gấp thịt gan. Giờ chuẩn bị nhập tiệc các bạn ơi. Bữa nay câu không có, thằng chủ nhà cũng giăng lưới. Nó còn mấy con nhậu luôn. Thêm mùi xài ở nhà. Thùng lá gu. Chặt lá chuối lót ngồi thôi. Gì? Chặt lá chuối lót ngồi. Ủa bia này mày mua đủ không? Thì thùng bẻ dán lại đó. Thùng bia giả đó chứ. Cơm sáng đem theo. Đố gã rời luôn. Sải quần dài ra mới được. Chặt thêm mấy tàu lá chuối lót lên ngồi nè. Trời ơi con mẹ đi. Không để nó bụi. Bụi bay lắm á. Mày thấy gì đây? Trời ơi, vô bánh à. Cảm ơn nhiều nha. Phát cho mỗi đứa cho nước ngọt hết. Ủa. Mày thay cái chiếu. Này là cái gu câu nó ăn đi. Đem theo ăn cơm. Đây. Một hộp cơm từ sáng tới giờ chưa ăn. Còn này ăn bánh ướt. Cá bự lên chín rồi. Còn máu chẳng. Chín trần đụng nhẹ nào giờ nó không thấy mà. Mấy lửa gì? À. Anh tên gì? Để anh nhanh. Nhanh hả? Dạ. Nhanh hôm nay vô tuổi rồi nhanh. Mới 21 à. Cái gì? Nhiêu? 21 tuổi. 21. Trẻ. Nhỏ hơn này hả? Nhỏ hơn Sang hả? Con 25 26 rồi. Đó à. Ủa thì cũng nói còn nhỏ chứ. Thiệt rồi. Mấy đứa con rồi anh? Mấy đứa à? Đứa nãy nữa. Lúc trước mình ở đây luôn hay gì? Ờ thành phố về. Ừ. Anh phố hả? Rồi cho mượn ly thôi, đi giờ đâu rồi. Rồi ly rồi. Đúng là quay không à. Nghỉ uống rồi. Thành phố ừ. Làm sao về đây là về đây sướng hơn. Rồi. Đất ở đây mình khỏe không? Công không việc ông đất về thành phố người nào 10 người sống được 10 người hết.
ở cái này cực khổ mà. Nói chuyện chứ ở cảnh dư, có cái là đợi tới tiền thưởng mình mới dư thôi. Thưởng là mấy chục triệu, hai chồng là cũng ba bốn chục triệu mới dư. Còn vô cái đi. Thành phố phải có nghề mới được. Năm mới đi. Rồi, năm vô. Đúng cao bự mà. Chứ còn ở về về đây thì có con có cái có đất rồi mình cày thì ngon rồi. Mẹ. Về đây cá mắm thoải mái luôn. Đất này ngày xưa nhà nước giao cho ông bà già mình hay gì? Tiền cải không rồi vậy đó, bẹt làm hai cái mình ăn, mình gỡ xương ra luôn, không dính khét. Tôi cũng ở thành phố, tôi về đồ bếp đó. Chưa được này, anh bỏ đại ca ngay giữa đi, người gót hả? Sau đó anh gót bên biên tà mày đổ lơ chân bạn ơi, đổ lơ chân đây bốn thằng này. Mày gì rồi? Mày đổ lơ chưa? Để tựa gì rồi? Đăng chưa? Chưa. Lâu mà bạn rồi, làm cái đi. Vô đây mày cũng mấy lần rồi. Vô đây. Cánh đồng quê mát mẻ các bạn ơi. Yên bình mát mẻ. Vui là vui thôi. Cá nhiều cũng được, chủ yếu vui. Bao ba kia phải làm món cơm mà bán ngày 8 ngày 14 triệu. Cơm mà bá có ngày bán á. Rồi nước ra ba đồng bếp rồi sáng nữa. Bánh im trăm như này bên kia thôi. Gấp cục chặt bự nè. Cái bên mẹ mới đã nè. Tổng cộng nó được như là 60 bàn hả? Quá ngon bạn ơi. Hai bên hai nhà là 60 bàn. Quá ngọt luôn. Nói à, mà nhiều khách như ăn ngon hay gì á, làm gạt 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 là xong à. Ta ăn rồi ơi. Bán món tới trăm mấy mà. 80, 90 mấy không. Thường nào mà không vô mắm, không lấy tiền nhanh được 100 triệu bình thường mà nóng lắm, một bờ khó làm lắm. Em vô em làm gì phải không? Còn đổ dầu bỏ nhiều 50 lít em vô đứng tiếp tí rồi 50 lít dầu hết trơn. Cái gì nướng luôn. Cái lóc vô lưới nó quậy banh chứ. Dính không? Lóc bự quậy banh chứ. Dính lóc. Cái lóc dễ dính được. Dễ dính lưới nổi. Căng lưới. Banh nó sức hết. Dính dính cái lóc dày thì dính căng lưới. Dày thằng chui. Dày nó hổn á, nó chạy hổn lắm, nó táp cá bậy á. Ở đây giờ mình đi ra cổng vô ra sao ta? Nó biết mặt mình không? Biết chứ, bình thường không? Đi biết quen hả? Chắc biết mặt quen à. Mới bữa mới về về nó hỏi hoài. Nó hỏi đi đâu vậy? Mình nó vô nhà nó gì đó. Nhà tôi ở đây à. Chỗ này nè, chỗ này còn nhận khách nè, nhiều khách cơm. Bà cứ làm bà cũng đặt lúa nè, vô cá lóc luôn rồi mới làm mà chuối cây thì ăn thì tới nái rồi. Hụt phơ mê chết luôn, vô nghe không có quen ha, cá kho khô. Canh gì bắp chuối, ba cái chuối cây này nè. Chuối cây. Chuối cây. Chuối ghém á. Chuối cây ông ăn á, ông làm hơi chua chua. Chuối cây ngon lắm. Nấu canh chua, chua cá đồng. Thôi nè. Nặng chanh vô chấm chuối nè. Chấm gì? Bà làm canh chua chuối cây luôn nè, ăn cái nhân ở trong á nó mềm 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 mềm. Trời. Chặt cái củ hủ nữa. Chặt củ hủ á, có mẻ, nấu mẻ. Có mẻ đó, ông nghĩ đi cá lóc nữa. Ăn no vừa vậy phải luôn vui nổi mà ăn đó khó đó, vô lương vô, mà vô nấu trong kia thì mình ăn lẩu mình chưa nguyên lẩu mình ăn không hết, nó không được ngon nữa, không vừa miệng mình. Còn cái ngoài này ta làm mình miễn mình kêu ba người ăn là ta cũng làm cái tô vừa vừa thôi, không nó sắc gỏi á, ăn cái bề ngoài ngon lắm. Cái này hả? Nói gì ổng nó ăn bề ngoài ngon lắm, mình thì mình ăn cái ruột không à. Ở cái này mình còn sắc gỏi, ổng nó ăn cái bề ngoài ngon lắm. Rồi chấm muối ớt càng ngon lắm nè. Đây cây nhà lấy quá đẹp các bạn ơi, hai thì đi đâm nữa, đâm lại à? Không, thêm muối mình bỏ vô được rồi. Còn bỏ muối vô được rồi. Bỏ muối rồi. Giờ đi đâm lại đi. Để trên dĩa xoài ra, đó. Không công. Giờ lại sẵn chiến làm đây nha. Bẹt nó ra. Về đồng quê ăn chuối các bạn ơi. Bắp chuối. Mấy
mới cày, mới cắn được mọc. Nãy giờ mới nhớ, ăn xong nãy giờ mới nhớ bắp chuối. Thôi bỏ tủ lạnh anh đi, bỏ lạnh đi. Chủ nhà bẻ bắp chuối ra ăn. Có chuyện gì thôi chứ còn mà bình thường không dễ chết đâu. Bẻ ăn đi chị. Vậy. Bẻ cái còi cái củ hủ nó ăn đi chứ. Không, cái này nè, cái này nè, cái này gì? Mới ngon nè, cái này là trái chuối non, trái chuối non. Trái chuối non, thấy ít chấm muối ớt. Chấm muối ớt. Đó. Ít mấy người ít bị bệnh lắm. Quá ngon. Ừ, số 1. Quá đã luôn. Để bỏ đi. Làm thử miếng coi. Lấy cái củ hủ đây nè, nè. Trắng trắng, củ hủ trắng trắng mới ngon nè. Chấm muối ớt. Cái gô thế này đâu giờ giờ. Nó vậy đắng mà không đắng lắm. Hơi hơi. Cái gô đó giòn giòn. Tựa tựa củ hủ dừa á. Cái gô đó còn cái gô này. Gô này cái gô kia chấp mấy phần. Ừ. Cái nãy mình câu á. Cái này câu trong ruộng nè. Không được cái lớn. Sao lại mà lại con kia. Lại một xíu rồi. Cái gì con kia chắc mẫu ruộng mở không luôn á. Ừ. Con kia nó bự hơn cá nuôi nữa mày. Thấy cũng mập mập ú. Cái đó nó chát lắm. Chát. Đúng rồi. Mà nấu với còn cái củ hủ này nó ngọt nè. Ngọt. Mày ăn vô ngọt giống củ hủ dừa vậy đó. Ừ. Giòn giòn nó ngọt ngọt. Ừ, vô. Dạ. Ừ. Quá. Giống củ hủ dừa hả? Đúng rồi. Ngọt. Quá ngon. À, này hủ này mới phê rồi. Đó đó đó. Trời ơi, tới luôn. Mới tới luôn á. Đây nè, giống như củ hủ dừa nè. Thôi, làm đi. Làm cái ha. Cho khán giả xem. Chấm muối ớt nhiều vô chưa. Đó. Dính gì chưa á, chưa dính gì cho nó đổ đỏ vô đi. Đó, hơi hơi được thắng, đổ quá cay thắng thắng cho không bình thường nè. Dạ. Chưa quá đẹp bạn ơi ở vô. Nhà tôi á thuốc á. Ừ, giòn đã giòn ngọt cay cay của ớt bằng mặn của muối ở huyện này quen nhiều lắm quen quá gọt, ngon à. Gọt cũng làm bên ủy ban. Giờ câu hố cá nhậu xong rồi đi dạo các bạn ơi. Dạo xong rồi từ giá chủ nhà về. Đây chủ nhà đây. Xe chủ nhà nè, mượn xe chủ nhà đi dạo. Dạo khu vực rừng Ngũ Minh Thượng tí á. Tham quan ngắm ngắm cảnh tí. Từ từ thôi, nhẹ nhanh quá quay phim không đẹp. Gì đó còn gà nhìn dốc chưa đồng quê nuôi gà nhiều á. Trong này dân người ta cũng ở nhiều, xa xa cách 100 mét có căn nhà. Xa xa cách 100 mét có căn nhà phải không? Nhà không đâu, trong này cũng nhà nhiều. 100 ngoài mét có căn. Đây là sông bạn ơi, quay sông này kinh viên gừng bà bao nè, câu hoài không có cá để nhậu luôn. Đây nhà dân, đây bên đó có đường sâu vô kìa, đó có xuồng vô đó câu im ha. EA mới chịu không phải FA nha. EA xe của bộ đây là bỏ đây chìa khóa đâu bạn ơi. Ai cũng chạy chạy à. Ai cũng chạy chạy à. Thoải mái. Ai ăn cắp cho luôn, tặng luôn. Ở đây cũng có cá nhiều lắm nè. Giờ mà muốn vô câu mình xin hỏi. Đây là cá ục Minh Thiên luôn nè. Có mấy dừa đẹp quá.
cá ục lên nè, búm búm lên nè, đó 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 hả, có gù luôn đó. Ngoài đây người ta nuôi không à, mình đâu có câu được, có câu mình xin hỏi thôi. Người dân đây người ta cũng dễ dãi, câu dạng cá dễ trí cũng được. Vừa có trái nè, đây là nuôi cá nè các bạn ơi, có mấy cái gọng lưới rồi cam nè, cam có trái nhưng mà ít quá, cam mới lớn mới trồng, có mấy trái gì nữa. Giống gừng người ta cũng trồng đầy đủ hết trơn, cam dừa đầy đủ hết. Đây dừa trái biết nhiêu luôn nè, mấy dừa này đứng làm cảnh chụp hình đẹp lắm nha, nghiêng ra bờ ao nè, bèo bên kia là liếp chuối. Ở nông thôn vùng quê ở gừng thấy cũng yên bình. Giờ mình từ giả của Minh Thượng mình về các bạn ơi. Rồi về từ giả của Minh Thượng, lâu lâu đi câu một lần trải nghiệm. Câu cá không có nhiều, chứ là vui thôi. Mai đưa cho chủ nhà cho mấy bụng chuối nè. Nhà chú bắt con không để chú dặn chú chính. Chết chú 10 bắt xong con nhà máy. Rồi đi nha, từ giã nha. Có gì anh em mình liên lạc sau, đi lần nữa liên lạc nha. Giờ cũng tối rồi, về các bạn ơi. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn bạn trong các video tiếp theo.